Vâng, em Khương xin kính chào các bác nhà mình ạ. Vâng, các bác nhà mình ơi, em Khương lại có một siêu phẩm đẹp như tiên giáng trần cho các bác nhà mình, những người mà yêu mẹt đây ạ. Vâng, một chiếc xe mẹt e đẹp chất ngất luôn các bác ạ. Zin đét mới ken, rất là mới luôn. Một chiếc xe sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh lần đầu 2014 các bác ạ. Mới lắm các bác ơi, chìa khóa một đôi, xe rất là đẹp luôn. Và boom master rồi các bác ạ. Bác nhìn này, và boom master này, nghe cực đã, cực phê luôn. Các bác nhìn này, và boom master này. Một cái hệ thống loa cao cấp nhất của mẹt rồi các bác. Vô lăng các bác nhìn này, đẹp chưa? Toàn kim cương lấp lánh này các bác này. Trời ơi. Vâng, các bác nhà mình chuẩn bị xem bác nào mà yêu thích, chuẩn bị dõi theo clip của em Khương để xem chiếc xe này nhé các bác nhé. Con này thì là một chiếc xe cực chất luôn các bác ạ. Siêu chất luôn, đẹp chất ngất luôn. Vâng, hôm vừa rồi bác nào mà hỏi em mẹt e này thì các bác tham khảo chiếc này nhé. Đẹp ngất ngây con gà tây luôn các bác nhé. Con này cùng đời không có chiếc thứ hai các bác ạ. Chắc là phải những chiếc xe mà đời 15, 16 mới so được với chiếc xe này của em luôn các bác ạ. Vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng, có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, một chiếc xe quá đẹp luôn dành cho bác nào mà hôm vừa rồi mà muốn mua mẹt e đời cao của em Khương này nhưng mà lại mua hụt này các bác này, thì các bác có thể tham khảo chiếc xe này của em Khương. Từ cái biển số các bác có thể nhìn này, 89589, toàn số phát, toàn số lộc, toàn số to thôi các bác ạ. Sản xuất 2013 các bác ạ, mới cực mới luôn. Thì em sẽ cho các bác xem cái độ mới như nào các bác nhé. Vâng, chỉ có tầm loanh quanh tầm 700 triệu các bác nhà mình đã có một chiếc xe mẹt sang trọng đẳng cấp đi rồi. Và con này nó là form mới các bác nhé, form mới rồi các bác ạ. Này các bác này, form mới thì là từ cái hộp số, từ cái máy nó khác như các bác nhé. Bác nào mà mua những chiếc xe mẹt thì nếu mà cố được lên cái form mới này này thì đèn nước, hệ thống đèn multi-led rất là thông minh các bác ạ. Đèn nó thông minh lắm, nó chiếu xa lắm các bác ạ, 500-600 mét cơ. Và nó tự động nó cụp khi mà thấy người đi ngược chiều các bác ạ. Nó thông minh lắm, và đặc biệt thế hệ máy mới siêu tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Thì em cho các bác xem cái máy mới rồi, chứ nó không còn cái máy thế hệ cũ như đời 2012 đổ lại nữa đâu ạ. Và con này đã được bác chủ nhân cũ, và anh ấy chia sẻ, anh ấy độ lên cái vành này của S400 các bác ạ. Đây, đây chính là cái vành của S400 các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn cái xe trông nó sang hơn này. Vành của S400 rồi. Và một dàn lốp mới luôn. Đây, thường thường lên lốp thì là phải lên vành là phải lên lốp các bác. Đây, các bác nhìn này, lốp này, dày bịch này các bác này. Các bác thấy chưa, lốp dày bịch luôn. Đấy, vành con này vành 18 này, vành 18 in, lốp dày bịch luôn. Con này là lốp mới rồi các bác nhé, một dàn lốp mới. Vâng, thì vậy là đồng nghĩa là nhìn không lợi thấy là cái bộ mâm lốp này đã là mấy chục triệu rồi các bác ạ. Anh ấy bảo anh độ mất 60 triệu các bác ạ, cả vành cả lốp đây các bác này. Lốp mới đét luôn các bác ạ, bốn quả như nhau. Độ vành thì bao giờ là cũng phải lên cái lốp đó. Vành của S400 Maybach mà, đi sướng lắm, đi của nó đâm các bác ạ. Dán tem E400 rồi các bác nhé, AMG. Con này nó là E200. Đây, dán tem E400, AMG. Con này thì đẹp, không chỗ chê các bác ạ. Đây, các bác nhìn này, các bác nhìn này,
lốp mới keng các bác nhé. Em sẽ quay các bác. Vành là không có vết xước nào luôn, vành rất mới luôn. Bốn quả lốp đều như nhau. Đó, các bác nhìn này. Bốn quả lốp mới cứng luôn. Vâng. Hệ thống loa Boom Master. Các bác này. Các bác vào chiếc xe này thì khi mà nghe âm thanh thì các bác không muốn xuống đâu ạ. Này các bác này. Loa Boom Master này. Đó. Hệ thống loa nó cộng hưởng các bác ạ, nghe rất là hay, nghe như là từ rất là nhiều hướng nó dội vào âm thanh và nghe nó đã lắm các bác ạ. Vô lăng này cũng đã được độ cái vô lăng, nhìn rất là xịn sò đúng không các bác, nhìn rất là xịn sò luôn, chất lưu luôn đấy. Cần số mới này, thế hệ mới này đấy. Động cơ mới các bác nhé. Đây các bác nhìn, cực sang luôn, nhìn mê mẩn luôn các bác ạ. Vâng, em Khương cho các bác xem cái máy nhé. Cho các bác nhà mình xem cái máy. Để bác nào mà thấy nó đẹp thì hãy xem tiếp các bác, cho đỡ mất công. Đấy, để cho các bác thấy giá trị những chiếc xe mà em Khương tuyển chọn nó là như thế nào. Vâng, với quan điểm của em thì những đời này mẹ là phải chất, phải đẹp các bác ạ. Và con này thì nó cực đẹp luôn, em sẽ cho các bác xem này. Các bác nhìn này, từ cái chi tiết đầu tiên này, con ốc này vẫn nguyên này. Và máy con này là còn nguyên luôn các bác ạ. Em cũng chưa vệ sinh, chưa rửa ráy gì luôn. Nó chỉ có những cái bụi theo thời gian thôi các bác. Đây. Nó chỉ có bụi bẩn theo thời gian thôi, còn đâu tất cả các cái là nó rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Từng con ốc này, các bác nhìn này, nó mới chưa? Nguyên những chấm sơn, nguyên những vạch sơn các bác. Đây, các bác này. Và khung gầm con này thì cực chắc luôn các bác ạ. Khung gầm con này cực chắc luôn. Con này là anh ấy chia sẻ, anh chị chia sẻ là anh chị bảo dưỡng thường xuyên luôn. Đấy. Đây các bác này. Tất cả zin đét hết này các bác này. Tất cả zin đét hết đây. Các bác nhìn này, từng con ốc này. Đây là cái răng zin nó như này đây các bác này. Đây là răng zin của nhà máy nha các bác nhé. Đấy, chứ còn răng làm lại nó phè ra các bác. Đây là răng zin của nhà máy. Đó. Các bác nhìn này mới chưa? Đây các bác nhìn này. Nguyên những cái chấm sơn này. Các bác nhìn này. Da máy này. Đấy, cổ mô này. Tươi không các bác? Không han gì gì luôn các bác nhé. Là từng con ốc này các bác nhìn này. Đẹp chưa ạ? Từng cái tem cái mác đây. Các bác này. Con này nó xuất sắc rồi các bác ạ. Cùng đời không bao giờ có chiếc thứ hai luôn. Con này nó phải đẹp tương đương những chiếc xe đời cao các bác ạ. Đây các bác này. Sơn nhé này, còn nguyên này các bác nhé. Đấy, các bác mua những chiếc xe cũ phải mua được những chiếc xe mà các anh chị chủ đi cẩn thận, đi giữ gìn như thế này. Thì cái giá trị sử dụng của các bác là nó mới yên tâm và nó mới còn nhiều các bác ạ. Đây các bác này. Tất cả từng con ốc này. Zin đét hết các bác nhé. Đây. Từng con ốc này, zoom rất là kỹ cho các bác nhà mình xem. Đó. Tất cả từng con ốc, các chi tiết đều rất là sáng đẹp các bác nhé. Từng cái chi tiết. Xe quá đẹp luôn. Tất cả những con ốc, rằng ốc riếc này. Nguyên những chấm sơn và vạch sơn các bác này. Các bác nhìn này, nó sáng như này mà. Quay rất là kỹ cái máy cho bác nhé. Con này cái máy quá đẹp rồi, máy miễn chê rồi, miễn bàn rồi, máy cực sáng đẹp luôn, đi êm du và chắc lịch luôn các bác ạ. Đây máy thế hệ mới được như này đây các bác này, đây là máy thế hệ mới các bác nhé. Đây là máy thế hệ mới này, tiết kiệm nhiên liệu, đi êm ái ngọt ngào các bác ạ. Máy thế hệ mới là ưu việt hơn các bác, đi rất là sướng. Từ cái thảm các bác nhé, tất cả các cái chi tiết đều rất là đẹp. Các bác nhìn này. Và cho bác nhà mình xem cái cốp nữa, mới mê mẩn nữa này. Âm thanh thì thực sự là bác nào mà yêu âm thanh thì đi con này thì chắc hẳn là các bác mê luôn, không phải bàn cãi luôn. Đây các bác này, rất là mới các bác ạ.
là mới luôn. Đã có cái thảm cốp này. Đây em cho các bác xem này. Chiếc xe này. Các bác nhìn này. Các bác bảo từng con ốc này, các bác nhìn này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Đây. Các bác nhìn kìa. Đó. Cái lòng nó đẹp như thế này mà các bác. Đây. Nguyên những cái đồ kích nó vẫn còn sáng choang này các bác này. Đây, vẫn sáng choang này. Đây, vẫn còn những cái hướng sách hướng dẫn này các bác nhìn này. Đây, vẫn còn những cái hướng dẫn này của mạc này. Đây các bác nhìn này. Cái lòng nó đẹp như này mà các bác nhìn này. Đây. Tất cả từng con ốc, nguyên những vạch sơn, nguyên những chấm sơn này các bác này. Lòng trong này. Các bác nhìn này, từng con ốc này các bác nhìn này. Nguyên những chấm sơn, vạch sơn. Con này thì lúc mới mua như thế là thì là nó còn như vậy các bác ạ. Chìa khóa một đôi mà các bác. Đấy, chìa khóa một đôi luôn. Sổ sách cũng vậy nha các bác nhá. Không thiếu một quyển sổ sách nào. Đây. Sổ sách này. Còn nguyên hết luôn. À, cho thấy cái tính các bác cẩn thận rồi. Các bác. Và các bác biết rồi đấy, mua xe những người cẩn thận thì nó là quá yên tâm rồi. Đây các bác này. Chìa khóa này. Đó. Siêu đẹp luôn các bác nhé. Bác nào mà thích mạc e này, thực sự các bác là trên thị trường kiếm được con như này thì không bao giờ có luôn. Chỉ có một và không có hai và chỉ có duy nhất chiếc xe này của em thôi các bác. Đấy. Thứ nhất là lên nhiều đồ đẹp này. Vô lăng này. Đấy. Vô lăng này. Loa boom master này. Các bác này. Loa boom master này. Đây. Bác này, loa boom master này. Vành mẹt S400 này. Bộ vành mẹt S400 này các bác này. Cái xe thì cái vành với cái vô lăng là hai cái mà rất quan trọng. Một cái là khi nhìn tổng thể, khi mà nhìn vào chiếc xe nó có đẹp hay không là cái vành. Giống như cái đôi chân người phụ nữ vậy các bác ạ. Bác nào, em nào mà chân dài giống như cái vành nó đẹp thì nhìn cái xe nó đẹp. Em nào mà chân ngắn thì nhìn nó cũng không được yêu đúng không các bác. Xe cũng vậy, còn cái vô lăng thì khi các bác bước vào, các bác cầm cái vô lăng đấy, nó đẹp thì các bác đã có những cái cảm xúc, cảm giác lái rất là thích, phấn khích rồi. Và cái form mới này thì là một chiếc xe mà rất là đáng để đi các bác. Một chiếc xe thực sự các bác là chỉ có 730 triệu thôi. Nó chưa bằng một chiếc Cerato, nó bằng một chiếc Cerato bản bình thường thôi các bác. Kia, Hyundai. Nhưng mà những chiếc xe mẹt này thì giá trị nó mang lại thì nó thực sự là nó rất là nhiều các bác ạ. Thứ nhất là đi nó an toàn. Thứ hai là bước xuống cái xe và đi những người mà đi con mẹt này nó đã sang trọng rồi. Và mẹt nó là có cái ngôi sao ba cánh, nó là biểu tượng của những sự may mắn. Những người đi mẹt là những người thành công các bác ạ. May mắn sẽ đến. Và một chiếc xe các bác nhìn này quá là đẹp luôn. Con này thì không phải bàn về chất rồi các bác. Riêng những chiếc xe mà em Khương bán ra luôn được cam kết văn bản không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Máy số là tất cả các cái là duy nhất cho các bác mình. Quá đẹp luôn các bác. Và những chiếc xe mẹt form mới này thì là nhìn nó đẹp hơn này các bác này. Những cái đời mà 11, 12 nó vẫn là form cũ và máy cũ. Đọc cái form mới như thế này nó đã tranh nhau đôi trăm triệu rồi các bác ạ. Chưa tính là cái máy mới. Cái máy mới đi nó rất là sướng. Máy mới đi nó êm ái, nó ngọt ngào, tiết kiệm xăng các bác ạ. Và con này thì tất cả đèn đóm rất là đẹp luôn. Đèn thế hệ mới, mang tinh yêu LED chiếu sáng rất là xa các bác ạ. Đèn này nó chiếu xa khoảng tầm 600m. Và tự động cụp pha xuống khi mà có cái xe khác đi ngược chiều các bác. Mà các bác mình ngắm cái nội thất của em. Nội thất con này thì rất là đẹp như mới luôn các bác. Tất cả nội thất là đã được ốp gỗ xịn luôn các bác, chứ không phải là gỗ giả đâu các bác, không phải nhựa đâu, đây là gỗ xịn luôn. Từng các chi tiết lút phím có thể quan sát đây, không có bong chóc và rất là mới từ cái mạ chrome, đều rất là đẹp. Là boom master nghe cực đã, cực hay đó.
rất mới nhé các bác nhé, ghế đẹp luôn. Từ các lốt các phím này, độ kim cương nhân tạo các bác, nhìn xe nó sang các bác này, vô lăng rất là đẹp đúng không ạ, vô lăng rất đẹp luôn. Từ các lốt các phím này các bác nhìn này, không có bong chóc cái gì cả các bác nhé, từ các lốt các phím rất là đẹp luôn. Con này chìa khóa zin một đôi các bác nhé, chìa khóa zin một đôi luôn. Anh chị chủ này thì rất giữ xe, rất là chăm chút bảo dưỡng xe lên mà cái xe này nó còn rất là chất các bác, cái xe nó cực chất luôn. Tất cả các chi tiết từ cái rèm sau cũng vậy, tất cả da đều rất là đẹp các bác nhé, da cực đẹp luôn. Rèm xe lắng rồi, những cái chi tiết phía sau, những cái chi tiết cao su lon không hề bị bong, không hề bị chóc cái gì luôn các bác. Mẹ thì đi bao giờ rộng rãi các bác, cửa thì chắc lịch rồi. Bác nào thích mẹt thì chiếc xe này thì để mà trên thị trường mà kiếm được một chiếc xe đẹp như này thì sẽ rất là hiếm các bác ạ, rất là hiếm luôn. Này các bác này, tất cả các chi tiết rất mới. Thứ nhất là con này nó được rất là nhiều lợi ích này các bác này. Thứ nhất là cái chất xe đã đẹp rồi các bác này. Thì tất cả đồ nhất là chủ nhân đã lên hết rồi. Thì cái vành, đọc cái vành, cái lốp các bác đã được lợi không 60 triệu rồi các bác. Cái tính rẻ rách cái đồ cũ thì cũng 50% thì các bác cũng được lợi 30 triệu rồi các bác. Đây các bác này, các chi tiết đều rất là đẹp các bác nhé, rất đẹp và mới luôn. Con này thì nói chung là không điểm trừ rồi các bác, xuất sắc rồi, cực đẹp luôn. Quan trọng là cái chất xe các bác. Mời các bác ngắm qua lại lần nữa này. Con này nhìn thôi đã thấy nó yêu rồi đúng không ạ? Bác nào thích đẹp thì đây chính là một chiếc xe rất là đẹp cho các bác nhà mình, đẹp toàn diện. Con này về bác chỉ đổ xăng và chạy thôi, không phải làm gì cả. Thứ nhất là bảo dưỡng gầm bệ đều rất là chắc chắn rồi các bác ạ. Máy không có rung lắc giật cái gì cả. Một dàn lốp vành mới thay. Về các bác không lo về lốp, nắm chiếc xe mà cũ thì lốp rất nó hỏng. Về các bác phải thay thế mất là rất là nhiều tiền. Đây các bác nhìn này, cái xe vành S400 mà các bác. Con này là vành S400 đấy, thay vào các bác. Nhìn cái xe đẹp hơn đúng các bác. Vâng. Thì vừa rồi em quay rất là chi tiết cho bác nhà mình một chiếc xe mẹt E200 sản xuất 2013, đăng ký lần đầu 2014, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Thì bác nào mà quan tâm có nhu cầu, con này biển nó đẹp này, 89598 này, bác nào mà Hà Nội thì biển thì hết ý này, bác nào ở tỉnh thích thì làm cái công chứng ủy quyền thôi là cũng được này. Thì chiếc xe này đang em thương chào bán với giá là 730 triệu đồng các bác nhé, và 730 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhà mình nhé. Và cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.